căn hộ CT1 Vĩnh Điềm Trung Nha Trang nằm ở đâu? Ở đây có pháp lý như thế nào và tiện ích gồm có những gì thì sẽ được giải đáp đầy đủ trong video ngày hôm nay. Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung rộng 36,84 ha nằm ở cửa ngõ phía tây của thành phố Nha Trang, cách biển khoảng 2,5 km với khoảng 10 phút đi ô tô hoặc là xe máy. Đây là chung cư CT1 đường sắt Nha Trang. Chung cư này cao 11 tầng, có bãi giữ xe ở tầng 1 và ô tô thì sẽ để ngoài sân như thế này. Tiện ích thì gần với siêu thị Bixi và bệnh viện Nha Trang Sài Gòn, cũng như các trường học quốc tế Singapore và cửa hàng ăn uống ở đây rất là nhiều. Và hiện tại pháp lý của căn CT1 Vĩnh Điềm Trung đã là có sổ hồng và cho phép chuyển nhượng thoải mái nha các anh chị. Và phía tay cho chị đó chính là đường để đi ra siêu thị Bixigo, là một siêu thị lớn nhất tại Nha Trang ngay tại thời điểm này. Và sau đây xin mời các chị và các bạn cùng đi theo em Châu để khám phá về tiện ích cũng như các căn hộ đang cần bán ở đây có căn nào nha. Đây là khu vực phía bên trong bãi đổ xe máy và đây là chính là khu vực thang máy. Thì Châu quan sát thấy là sẽ có 4 cái thang máy ở đây nha. Và ở đây là cái vòng tròn khép kín để nhìn lên khu vực giếng trời nên rất là thông thoáng và sẽ lấy ánh sáng cho cả các phòng trên mỗi mặt bằng tầng của căn hộ. Ở phía bên này đó là chính là bản tin thông báo của cư dân và đây là view hành lang thì sẽ nhìn ra nút giao Ngọc Hội. Vị trí ở đây rất là chill và rất là gần với các tiện ích dân sinh phải không ạ? Và đây là view sẽ nhìn từ phòng ngủ của chúng ta. Và căn hộ cho muốn giới thiệu cho các anh chị với diện tích là 48m², căn 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, với ban công là hướng đông nam, nhìn về hướng biển thấy được siêu thị Bixigo. Và căn này nằm ở vị trí tầng 8 với pháp lý là sổ hồng, chuyển nhượng và có một cái lô ra ở đây thì sẽ nhìn ra trực tiếp được siêu thị, rất là mát mẻ và có một cái không gian bếp. Và đây là khu vực phòng ngủ thứ hai thì sẽ có một cửa thông gió hướng ra phía hành lang và phía bên này thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung của căn hộ này thì cũng khá là rộng, có đầy đủ các dụng cụ. Nếu anh chị thích căn này thì hãy gọi ngay cho em Kim Châu nha. Nhớ đăng ký kênh để luôn nhận được những bất động sản mới nhất tại Nha Trang.